Hai tim đố mọi người biết đây là cây gì? Cây này mình cũng không biết nhá. Đó, cây này nó có quả màu đỏ, nó là một chuỗi quả màu đỏ, không biết ăn được không nhỉ? Đây, cái cạnh nó ra thế này, nó chắc là một loài họ của nhà cảnh á. Đây, quả nó màu đỏ nhá, nó mượn mọc thành từng chùm như thế này rất là đẹp đúng không? Đó, từng chùm hoa mọc rất đẹp. Đây, đó, và những chùm hoa này này, đó. Cái cây này thì mình không biết là cây gì nhưng mà nó mọc với hoa này. Đây là hoa của nó đang nở này. Đó, và đây những quả của nó này. Đó, những quả của nó thì đây, những quả của nó đây, những quả của nó đã chín, quả của nó chín nên là màu đỏ, còn quả của nó chín màu xanh thì mình không thấy. Và đây là những bục hoa, nó nở thành từng chùm dài như thế này, đến khi nó sẽ cho thành từng quả, thành từng chùm nha như thế này. Đây là cái quả của nó rất bé dễ thương đúng không? Những cái bông hoa của nó rất nhỏ nhé. Đây, những cái bông hoa của nó này, nó đang ra rất chi là nhiều hoa. Cây này mình không biết tên, thân của nó rất cứng nhé. Nhưng mà loài này là loài thảo, cái thảo mộc, cái thảo nên là nó mọc rất nhiều trong vườn này. Và mình không biết tên của nó là cái gì cả. Không biết có ai đây không nữa. Coi nè, có rất là nhiều quả, những cái quả rất là bé và là tạo thành từng chùm như thế này. Đây là những chùm hoa này, đây là những cái bông hoa nó đang nở này. Đó, đây là những bông hoa nó đang nở vào buổi sáng này. Đó, sau khi nở xong nó sẽ tạo thành những quả như thế này đây, rất là